khóc luôn rồi, cô chú gia đình cô khóc luôn rồi, cô chú chị rất là cảm động. Cô nằm mơ cô thấy mấy lần rồi? Mới có một lần thôi. Cô thấy sao cô kể cho mọi người nghe được không? Nói, tôi vô đây tôi thăm bà Thí Kiều, cái nó kêu bà vô với tao đi, thì tôi giật mình thức dậy là tôi nói đó là cái truyền kiếp của thời tôi rồi, tôi gốc gác tới thành phố là nghệ sĩ Vũ Linh, nó hỏi câu nó có đó. Nó nói câu đó mà tôi biết Thí Kiều là cái gì, cái tôi mới hỏi này, nó kể cái chuyện của quá khứ cuộc đời của bà nó là vậy vậy đó. Tôi nói chắc dị nhãn của ta truyền kiếp, bởi vì nó mới nói câu đó. Tôi thì cái gốc xanh quán ở tại thành phố ở Dịch Dơi Campuchia, tôi về đây làm mới ngày giải phóng thì có mấy năm nay, buôn bán ở xây dựng quận 5, sáu hè mua điện quận 5, số 1B Lê Quang Định, phường 13, quận 5, bán xây dựng. Thì tôi mới mở quá đi, tôi mới mấy ngày hôm qua tôi gọi về gia đình nó, rồi nó nói em nó mới nói là cúng chay tăng rồi. Đó là tôi nói đánh dỗ tính nhận bằng từng tính tới, đúng là ngày nay mới đúng 49 ngày, nhưng mà nó nói không, bữa nay con làm rồi. À, vậy là ngày hôm qua là chỉ 48 ngày thôi, nhưng mà cô điện nghe cho gia đình nghệ sĩ hả? Rồi nó nói là không có tính vậy, vậy ơi, 49 ngày là bữa nay con đã làm chay tăng rồi, bây giờ hôm trước tôi có gọi bữa nào chay tăng cho tôi hay bao nhiêu vậy, hôm 21 ngày thì tôi đi xuống, em chú mới nói là gia đình lu mu quá, không có cúng được gì ơi. Cái tôi mới quá trời buồn, tôi nói trời ơi, như vậy mà lu mu cái gì, cúng chay tăng thì mình có điều kiện thì cũng nhiều, không có thì vài chục vị cũng được. Cái ý nó không có được, không có ai cúng hết, thôi cảm ơn bà. Thì tôi mới nói với nó là ta đang đi cầu siêu, tôi đang ghi tên họ đó, là tôi còn mấy tờ nữa, tôi đi xuống dài dài Hoàng Tháp mấy cái chùa mà tôi ở nè. Dạ. Vậy nè, đi lại chùa. Tôi đi cầu siêu ha cô ha. Dạ, tôi cầu siêu đó. Đây nè, nghệ sĩ Vũ Linh tên họ, toàn tên gia đình. Để cho nó dễ. Cô đưa cái tấm giấy lên cô, quay mặt lại. Dạ. Nhưng mà đây cô mọi người thấy, wow, thấy đó, rất là trân trọng cái tấm đúng cầu siêu tên. Tôi đi cầu siêu. À, cầu siêu lên nghĩa là nghĩa là cô cầm cái giấy này cô đi cầu siêu ở chùa. Ở chùa 10 triệu, 10 chùa, tôi đi được mấy năm chùa thôi. Mấy năm chùa. Trời ơi, tình cảm quý giá của tất cả. Dạ. 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 Đi cầu siêu cho mà tôi ở tu đó thì tôi mới tới, bởi vì mấy cái chùa đó thì mình nghĩa là cô đi được năm chùa rồi. Mới có năm thôi, nhưng mà tôi phát nguyện là tôi cúng cho hội hướng cho nó 10 chùa, mà dạ. Tiết thì nó đi trước tôi rồi. Dạ. Và là hồi tối là cô nằm cô thấy, nên hôm thấy nay cô trốn nhà. Tôi thấy bữa thứ 6, là sáng thứ 7 lại dưới làm chay tăng đó. Thế tôi mới nói ở nhỏ mấy đứa mướn nhà trọ, tôi nói nữa, tao thấy nó về, nó nói vậy, tao không biết cái vụ mà Thí Kiều là cái gì. Tôi nói tôi vô đây tôi thăm bà Thí Kiều nè, mày vô thăm không? Nó kêu mấy ông bạn, mà vía tôi thấy là nó kêu mấy người bạn trong nghề nghiệp nghệ sĩ. Cái tôi mới giật mình thức dậy, tôi mới ra tôi niệm Phật. Tôi nói không biết cái duyên gì, cái nghiệp gì của tôi là nặng quá, nhưng mà mang cái tiếng này sao trong người tôi nó nao nao sao đâu. Cái mấy đứa nói bà này hồi xưa là bà là một người con gái rất là đẹp, bán thân hy sinh cho gia đình đi vô vũ trường ở làm gái. Tôi thấy tôi khóc rồi. Đấy là Thí Kiều á. Dạ Thí Kiều, tôi không biết cái danh từ Thí Kiều là cái gì, cho nên tôi mới hỏi chú tài xế xe nữa này, cháu mà mày Thí Kiều là cái gì, nó mới kể tôi không có biết cái danh là cuối cùng là nghệ sĩ Vũ Linh là nhìn kêu cô lên thắp hương, thấy cô báo mộng cho cô hay là như thế nào? Bởi vì tôi thấy bữa trước, bữa sau mới tới 49 ngày nữa. Dạ. Tôi nằm tôi thấy rồi tôi mới nói với họ bên nhà. Tôi nói Thí Kiều là cái gì? Là sao? Bởi vì ngày nào tôi cũng hồi hướng địa tạng cho nó mà nói tôi là tên gọi là gì? Cầu nguyện cho tên này giỏi văn gì những gì? Hưởng dương được 66 tuổi là tuổi ta, tuổi Tây là thầy ứng lên cho nó thêm, kê thêm cho chú thôi. Nó thì tôi ngồi tôi niệm Phật. Hàng ngày ngày nào từ ngày chết tới bữa nay là cũng chục ngày nào tôi cũng đem chúc công đức niệm Phật này chị để hồi hướng cho em được mấy ông siêu khó về an lành, chứ chị không đi đâu được, bởi vì cái chân tôi cũng bị té rồi sinh sống tôi mua bán xây dựng thành tôi làm xa sinh sống lịch sinh sống luôn, cho nên hôm nay tôi đi đây. Tình cảm của cô thật là tuyệt vời. Cô có mấy người con cô? Dạ tôi hai đứa. Vậy là hai đứa hiện tại giờ sống với cô, nó sống dạ, với ai? Dạ, con gái thì bán xây dựng quận 5, tôi giao cho nó ba mấy năm nay rồi. Rồi. Cô con gái là tôi giao số 1B Lê Quang Định, phường 13, quận 5, tôi giao tôi ở đây cho nó. Còn thằng con trai của tôi thì làm việc ở Gò Vấp, Lê Quang Hùng. Năm nay thì nó 2 gạch 3, 2 sao nữa, trung tá, đại tá gì đó, nó về hưu. Còn cô là cô sống mình? Cô ở mình đâu, thích ở với đâu rồi. Là nhà của cô hay là cô thuê? Nhà không có thuê, con tôi nó xây, nó cho tôi 30 triệu xây ở nhà đàng hoàng. Là cái nhà là cái đường 2 ấp 62 là cô giờ cô sống một mình? Sống một mình, làm thuốc cũng một mình, ở cũng một mình. Đi làm thuốc hả cô ha? Con tôi có hiếu lắm, tôi nói thiệt với chú à. Nó đòi mướn người lo, tôi còn mặn nổi tôi mà.
khi nào tôi làm không nổi thì tôi mới nhờ, tôi phát nguyện đời này kiếp này tôi sẽ làm được bấy nhiêu nên bấy nhiêu. Bây giờ tôi làm từ thuốc men không, phụ nữ mà đau. Vậy là cô kể cho khán giả xem nghe luôn là cô tính còn năm chùa nữa cô đi pháp nguyện cho nghệ sĩ Linh. Bữa nay tôi còn về Đức Hòa với Nguyên Vũ. Wow, xa vậy hả? Dạ thôi tôi mới đi với chú, bởi vì mấy cái chùa đó tôi ăn ở mười mấy năm nay. À là cô đi trước mà. À cô đi trong vòng 49 ngày thôi đó không cô? Trong 49 đi cho hết mà, vậy tôi nói tôi bệnh tôi mệt quá tiên tôi đặt mạnh. Vậy thôi bây giờ cô lại có thắp hương trước đi rồi cô nghỉ ngơi chút xíu đi ha, thì cháu xin phép cô chứ bây giờ cô đứng cô nói biết cô tê chân chết rồi, của con cũng tê chân mà. Thì còn cái phổi chưa đủ. Chúc cô thật sức khỏe nha. Bên này cô, bên này. Thường luôn. Đây đây qua đây. Đi được. Mình đứng lâu đây mà mình cũng đe dọa cô bị ấy được biết chú chị. Cho nên là rất là thương. Cô năm nay là chú đi rồi hả? Đi có năm mới thành 55 à. Thì cô cũng rất là thương và mến mộ yêu giọng hát của cậu Năm Vũ Linh, mà được cậu Năm Vũ Linh báo mộng phải tức tốc lên Bình Dương để viếng mộ cậu Năm, và bên cạnh đó là trốn con đi luôn cả nhà, trốn con đi. Nó đây là cái tờ giấy mà cô muốn đi cầu siêu cho cậu Năm Vũ Linh nè. Nó quá là xúc động. Đó. Luôn đây là mấy cái giấy cô đi cầu siêu á cô. Đó đó bây giờ cô chuẩn bị đọc cái gì nè cả nhà, một cái bài kinh hay sao mọi người. Chú là niềm an vui vẫn luôn có Phật, như bữa cơm thanh đạm mưa Phật. Đêm tối người đần đánh cố tâm đi tìm hình bóng không xa, Phật vẫn ta ở nơi ta bà. Khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, làm thân ta hẳn sầu tê tay, quyết quay trở về bờ giác an, quyết quay trở về bờ giác an vui. Dạ thì em muốn clip này em muốn chia sẻ đến cả nhà. Thì mộ cổ Năm cho dù trải qua rất là nhiều ngày rồi nhưng mà khán giả đến rất là đông cả nhà, đến viếng rất là đông. Đó. Cô là một người từ thiện làm thuốc miễn phí, cô đến đây để cầu nguyện cho cổ Năm Vũ Linh và có đọc một bài giống như là niềm an vui. Các nhà thấy không? Cháu mà tôi không cầm chim bao thấy chắc không lên đâu. Bởi vì tôi ngồi. Cô nằm chim bao thấy cậu Năm luôn. À, cô nằm chim bao thấy cậu Năm mà trốn con đi luôn hả? Trốn con. Trốn con đi taxi, cô đi taxi. Dạ. Cô đi taxi đúng không? Có lẽ là cô đi taxi. Ừ. Cô lớn tuổi rồi cả nhà. Dạ em xin phép tạm dừng cái video này ở đây cả nhà ơi, để có dịp em chia sẻ những video khác, video mới và hay hơn cho cả nhà. Xin chào và tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.